Okay, today we study about the root of all things. That's the basic foundation sutra in the Majjhima Nikaya. Nay chúng ta sẽ học về cái pháp môn căn bản. Bài này rất là quan trọng. Trước chúng ta đã học sơ sơ, nhưng mà tại vì có cư sĩ thành thử sư không nói nhiều. Bài này nó rất là quan trọng tại vì nó xây dựng cho cái nền tảng trong sự chánh niệm, chánh kiến, tất cả bát chánh đạo. It will be divided in different sector, and the first lesson is an untrained ordinary person. Và cái bài đầu tiên chúng ta sẽ chỉ học về những cái người phàm phu. Đức Phật nói là những người phàm phu, những người không có tu tập. The Buddha is very sensitive to the cultural system. So how can he shift from the Vaman, Vidana, Vidaism to the new sphere or new philosophy? Đức Phật rất là nhạy cảm và Ngài rất là có cái tuệ giác. Ngài biết ở trong cái xã hội bối cảnh của Ấn Độ làm cách nào chuyển hóa được từ những người Bà La Môn sang bên Phật giáo, cải sửa cái tâm của họ rất là khó. Similarly, in Vietnam, it's very difficult to shift the paradigm from misperception of reality from all the even the Buddhist member Buddhist monk. Cũng như thế, rất là khó để mà chuyển cái định kiến, cái tà kiến, tiềm kiến của những cái người Phật tử, kể cả nó không nói bên ngoài, nó chỉ nói Phật tử thôi, cũng rất là khó để mà chuyển. Khi họ đã ăn sâu mọc rễ ở trong cái tâm của họ và họ tin rằng nếu như thế, bây giờ chuyển hóa nó rất là khó. Kể cả trong giới tu sĩ nữa, chứ không phải nói trong giới cư sĩ, rất là khó. Currently in Vietnam, there's only ten percent of the Vietnamese population belonging to the Buddhism. Theo thống kê đấy, cho biết là dưới 10% dân số của Việt Nam là Phật giáo. Out of the 10%, how many truly believe the Buddha and Buddha teaching? Bao nhiêu người ở trong cái số 10% thực sự biết đó là đạo Phật và tin vào chánh pháp của đạo Phật? They worship everything: the trees, the angel, the dead devil, spirit, the water, the fire, the king of death, all sorts of things. They asking for something, not just for practicing the Buddhism per se. Đại đa phần người Việt Nam đều là tin vào Phật, nhưng mà tin theo một cái tà kiến. Và nói rằng thờ thần lửa, thần núi, thờ bà, thờ ông, đủ các thứ. Và cầu mong cái gì? Không cầu mong giải thoát. Cầu mong thêm của cải, thêm cái này cái kia, mất thì cầu mong. Hoặc là chưa có, cầu mong cho có. Ngay cả trong giới tu sĩ cũng vậy. Even within the monastic member, they come to the submitting themselves to the Buddha with intention that they can accelerate themselves to some higher social status. Ngay cả những người đi tu cũng đều có một cái quan điểm là đi theo đạo Phật, cố gắng tu để được lên chức đại đức, rồi lên thượng tọa, lên hòa thượng, vân 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 vân, nắm những cái chức này chức kia. Buddhism is not about accumulation of whatever it is. Buddhism is just about letting go. Đạo Phật không phải là cái đạo mà tích lũy, mà cái đạo buông. Chứ là nếu chúng ta hiểu lầm, chúng ta hành xử sai, đó là tà kiến. Đạo Phật là buông, buông từ từ cho tới không còn cái gì để buông nữa. You letting go everything until the last minute. You see nothing left for you to let it go, and then you attain the Arahant. Arahant là gì? Arahant là một vị gánh nặng đã đặt xuống, tức là không còn một cái pháp gì mà dính mắc tới nữa, buông hết rồi. Buông chứ không phải lấy thêm. If you practice Buddhism with intention to go up, up, up the level, social status, you are in the trap.
the mousetrap. Nếu các bạn nghĩ rằng tu theo đạo Phật để rồi sau này được lên cái chức này chức kia và khi chết được về cảnh giới của Niết Bàn, tất cả những điều đó là trói buộc các bạn, và các bạn đã rời một cái bẫy chuột này, dính đưa đầu vào một cái bẫy chuột khác, không có sự giải thoát. Nibbana is nothing, nothingness. Niết Bàn là ở nơi đó không có một pháp, không có cái gì hết á, thì gọi là Niết Bàn. Chứ không phải là Niết Bàn là ở nơi đó có Phật ngồi, rồi mình tới đó mình gặp Phật, ngồi chung với Phật. Không phải. Niết Bàn là cảnh giới của tâm. Nibbana is a state of mind. Nothing left in your mind. You stop thinking, stop wondering. That's the Nibbana. Khi các bạn chấm dứt những sự suy tư, chấm dứt những tư tưởng, trong tâm hồn không còn một cái ý thức nào hết, không còn một suy nghĩ gì hết, nó vắng lặng, thì lúc bấy giờ gọi là Niết Bàn, là cảnh giới an lạc. Và ở nơi ấy là A-la-hán. A-la-hán là cái vị quăng đi hết rồi, không còn một cái gì để quăng nữa, vứt bỏ. Chứ không phải là ta làm thêm. So the Buddha is very sensitive to try to see the existent paradigm, to experience paradigm during his time. Very difficult because the social structure conserve the idea and philosophy. Vào trong thời Đức Phật, tất cả người ta đều thờ thần lửa, thần núi, thần cây, giống như bây giờ thờ đủ thứ. Và Đức Phật rất là nhạy cảm để mà chuyển hóa từ cái sự thủ hữu, cái sự hiện hữu sang cái kinh trải nghiệm thực tế. Hai cái đó, hai cái phạm trù khác nhau. Một cái là tựa do cái sự tưởng, nói rằng có sự hiện hữu, ta có sự hiện hữu đây, các pháp đều có hiện hữu đây. Và một cái trải nghiệm thực tế để biết rằng á, cái điều mình á, suy luận là đúng hay sai. Hai cái đó rất là khó để chuyển hóa. So the first thing he said, I will teach you the sequence of the root of all phenomena. Cái câu đầu tiên mà Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ, nói về pháp môn căn bản, ngài nói: Này các chư tỳ khưu, ta sẽ dạy cho các ngươi về cái thứ tự luận lượt, thứ tự tiến trình của cái gốc rễ của các cái hiện tượng. Câu này rất quan trọng lắm quý vị. The first thing he said, sequences. The second thing is the root. And the third thing, the phenomena. Ba cái này rất là quan trọng. Cái thứ nhất là tiến trình tuần tự. Cái thứ nhì là gốc rễ. Và cái thứ ba là hiện tượng. Hiện tượng thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được. What does he mean by sequential? It's just by the process of seeing or hearing, causing by vibration from the external environment, coming through your eyes, your ears, your nose, and it go up to your brain and activate the consciousness with stories, all the existing information, transform it, interpret it, and give it a meaning. As long as you give it a meaning, you also attach to it. Thế thì Đức Phật nói về cái trình tự là cái gì đây? Trình tự là một cái tiến trình. Từ cái vật nó không có cho tới cái vật nó xuất hiện ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Sử dụng cái chữ vật tức là cái đề mục á, có thể là âm thanh, có thể là ánh sáng, có thể là hình ảnh. Quý vị cứ hiểu nó là một cái gì đó, nó gây ra sự rung động. But you study with me for a long time, you know it's just a vibration, an energetic vibration. Những bạn nào mà đã học với sư nhiều rồi thì đều biết nó chỉ là cái dạng năng lượng dao động, mà năng lượng nó gây ra cái sự rung động, và sự rung động nó tác động trên mắt, trên tai, trên mũi. Khoa học nó cũng chứng minh như vậy, không có gì phải bàn cãi hết á. Thế thì cái trình tự của nó từ cái vật không có xuất hiện trong não, không có tên, mà đưa được vào qua mắt, qua tai, mũi, rồi đưa lên não, rồi phân tích là thọ, tưởng, hành, thức, phân tích để rồi cho nó cái tên và dính mắc tới cái thương hay ghét, thọ lạc, thọ khổ. Rồi có tâm tham, tâm sân ở trong đấy. Thế thì Đức Phật nói, ta sẽ dạy, này các chư tỳ khưu, ta sẽ dạy cho các ông, ta sẽ nói cho các ông nghe cái tiến trình. Why he need to talk about sequences? Because the phenomena is interpreted by the Brahman of Vedaism like something fixation. Bởi vì Vệ Đà vào thời đó cũng như người Bà La Môn và cái trường phái Vệ Đà rất là lớn đều nói rằng các cái vật nó xuất hiện nó không có tiến trình, mà nó xuất hiện là như vậy, và
chấp nhận cái sự kiện nó như vậy. Thí dụ nó nói ông thần là ông có như vậy, không bao giờ thắc mắc là từ đâu mà ông sinh ra. Ông thượng đế là ông là như vậy, cứ thờ cứ cúng chứ cũng không biết là từ đâu mà có ông thượng đế. Tức là cái nguồn gốc của cái sự kiện không bao giờ được thắc mắc, mà chỉ có là chấp nhận và là làm theo phong tục tập quán địa phương. Đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà mọi người đều nghĩ như vậy, bây giờ đó đổi cái tư duy của họ rất là khó. Even now I saw in the January, the Vietnamese New Year, a lot of people asked me to conduct a ceremony for them, for the new house, for the praying for the some kind of silly stars, the dead relatives, all sorts of things. Và cái đó nó cái truyền thống nó ăn sâu vào trong cái tâm tư của người ta rồi. Bây giờ rất khó để mà nó chuyển đổi. Ngay cả cũng có những vị hòa thượng còn gửi điện thư cho sư, nhờ sư là đi cúng giùm, là cúng sao giùm trong cái dịp năm mới. Ông này ông chưa có nếm cái mùi của sư, thành thử rồi ông thỉnh sư đi cúng sao ở miền Trung trong cái dịp năm mới. Mấy ông ngoài miền Bắc thì chạy hết rồi, nếm một mùi rồi thôi, không có dám thỉnh nữa. Thế thì người ta nó ăn sâu vào trong cái tư tưởng là có những ngôi sao chi phối đời sống con người, và vì như vậy phải cúng để cho nó giải trừ. Tức là tà kiến, hoàn toàn tà kiến. Thế thì không bao giờ người ta thắc mắc. Thí dụ như sao Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô, từ đâu nó có cái sao đó, không bao giờ ai thắc mắc, mà chỉ biết có cái sao đó. Rồi có cái mấy ông sư cũng nói cái con đang ở trong cái sao đó đó, nó chiếu con đó, thì con phải đi cúng. Rồi cứ như thế là cắm đầu mà đi cúng thôi, chứ cũng không bao giờ hỏi là cái sao đó hình dáng nó như thế nào, nó hoạt động làm sao, từ đâu mà nó có, không bao giờ hỏi. Tức là chúng ta đang hành xử như là người ngu, người vô minh. Thì Đức Phật mới nói, tại vì nó có một cái định kiến như vậy, cho nên Đức Phật phải giải thích là nó có một cái tiến trình để nó sinh ra cái hiện tượng đó. Và Ngài mới từ từ dẫn dắt. Ngài không thể nào mà được bảo nó phá bỏ đi, nó không nghe đâu. Vệ Đà và Bà La Môn không bao giờ nó chấp nhận, nó nghe. Ngài nói cái tiến trình của những cái pháp, của những cái gốc rễ của những cái pháp nó hiện hữu. So it's very difficult to transform from the old base to a new light. Rất khó để mà chuyển từ cái tâm thức nó từ một cái căn bản cũ, một cái nền tảng cũ cho tới một cái ánh sáng trí tuệ mới, để mà dẫn dắt người ta phải từ từ. So the classical Samkhya contains 24 items, with the physical world, the four physical properties, lead back to even more refined inclusive level being experienced, unbinding or binding. So Buddha have to rely on that system to transform the people mind, people thinking. Vào thời Đức Phật, người ta đã có nói rồi, cái hệ thống cổ điển đó, gồm có 24 cái yếu tố. Và Đức Phật cũng phải nói dựa theo 24 cái đó để mà Ngài triệt hạ nó, đã phá nó, chứ không thể nào Ngài nói cái mới nó không bao giờ dân nó nghe, không bao giờ dân nghe. Thế tự nhiên mà nói cái mới là người ta không có nghe, tại nó nói cái đó không có giống cái cũ, người ta không có tin. So likewise, last year some people asked me to conduct the prayer for the in the north city. They asked me to pray for the some kind of the star which govern the life of the people. Năm ngoái sư được thỉnh mời đi ra ngoài đó, cả hàng 5-6 ngàn người cúng sao, và nhờ sư lên thuyết giảng một bài về cái sao. Và khi sư thuyết giảng, sư cũng phải dựa vào cái sao của người ta sư mới nói được, chứ bây giờ tự nhiên mình nói cái mới của mình đâu có ai nghe. Mình phải bắt chước Phật, Phật cũng phải dựa theo cái cũ rồi nói cái mới để chuyển đổi. Đó là cái cách mà chúng ta phải học. Chúng ta không thể nào đập bỏ những cái tư duy của người ta, nó đã lỗi thời mà nó đã cứng ngắc. They worship a star because they believe that star governing their life in a particular years. So if they pray or they bribery to the star, they can run away from the consequence. Và người ta thường thường nghĩ rằng ở miền Bắc á, là mỗi một người đều có cái ngôi sao, cái gì La Hầu, Thái Bạch, vân vân đủ thứ. Và những cái sao xấu đó thì làm cho con người ta khổ.
Và muốn tránh cái khổ thì phải là cúng sao. Và những vị nào có thể khả năng cúng sao là mấy ông sư, mấy ông thầy thôi, chứ còn người thường không có khả năng đó. Tại vì mấy ông sư, mấy ông thầy gần Phật rồi, đại khái người ta nghĩ như vậy. Cho nên người ta nhờ mấy ông sư đi cúng sao. Nếu mà tự nhiên mình nói sao là không có, nó đuổi mình liền, nó không có muốn nghe, dân nó đuổi liền. If I say there's no such thing, they said get out. Nếu mà sư nói rằng không có ông sao nào hết là lập tức nó mời sư đi chỗ khác liền. So that's why I said okay, that's good. If you try to worship the star, what kind of star? 12 or 24 or 36 star. And you look on the sky and billion star, which one belong to you? Sư hỏi vậy chứ quý vị thờ 12 sao, 24 sao, 36 sao, vân 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 vân. Nhưng mà quý vị dòm lên trên trời đó, quý vị thấy cả hàng tỷ cái ngôi sao, có ai chỉ cho sư là cái sao của quý vị đang thờ đó nó nằm ở chỗ nào không? Mà không ai biết hết đó, kể cả mấy ông sư, mấy ông thầy cũng bí luôn, nó không biết. Nó không biết mà tại sao thờ, tức là vô minh, phải không? Không biết mà vẫn thờ tức là vô minh, Đức Phật gọi là vô minh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì phải dẫn dắt. Nói bây giờ đó, if you worship all the small star, the children star, what about the mother star? Something bigger, which born, giving birth to the older star. Và sư hỏi vậy chứ nếu như trường hợp bây giờ quý vị thờ mấy ngôi sao này là mấy ngôi sao con không à? Mỗi một năm nó đổi là sao con nhé. Năm nay là La Hầu, năm sau là Kế Đô, tức là sao nó đổi, tức là sao con. Thế phải đi tìm cái nguồn gốc, cái ngôi sao nào mà nó không đổi á, mình thờ thì nó mới chắc ăn. Còn ngôi sao con này nó đổi một năm rồi mình lại cứ thờ nữa thì là mỗi cái nó mới. Thế thì ngôi sao nào đẻ ra mấy ngôi sao này là phải đi tìm ngôi sao mẹ chứ, hay ngôi sao cha chứ. When I say that, everybody listen to me. And then I said, there's very three big mother star. You have to worship. And when you can worship properly, you will eliminate all the small star in a particular year. Và sư nói rằng nếu như quý vị biết được các ngôi sao lớn mà đẻ ra những ngôi sao con này, thì quý vị chỉ cần thờ mấy ngôi sao lớn đó là xong thôi. Tại vì ngôi sao lớn mà thờ nó thì nó bảo mấy cái đứa con của nó là dẹp đi, đừng có làm phiền người ta nữa. Thế là xong thôi. And they asked me, which one master? Và người ta ai cũng nhao nhao lên hỏi, vậy thì thưa sư, cái ngôi sao mẹ, ngôi sao cha đó là ngôi sao gì? Nói cho con biết. Sư đây, listen carefully, it's easy. The Buddha say only three star. Great anger delusion. Đức Phật nói cái ba ngôi sao là ngôi sao tham, ngôi sao sân, ngôi sao si. Nếu thờ ba ngôi sao đó mà nó dẹp được hết rồi thì mấy ngôi sao con này dẹp hết, không có ăn thua gì hết. Dân chúng nó ngộ ra rồi, cái nó tự động sao nó từ từ nó trốn hết trơn, nó không có ai ở lại để mà cúng dường tiền cho cái vị sư đó. Và cuối cùng đó thì mỗi một năm ổng được đâu 6-7 tỷ, và cái lúc mà ổng mời sư ra đó ổng được đâu có chừng 50-60 triệu. Cái ổng nói nhỏ nhỏ, ổng nói thôi sư, lần sau không dám thỉnh sư nữa. Rồi xong. Tức là người ta không dám chấp nhận sự thật. Dẫu là sự thật là sự thật, người ta không dám chấp nhận. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa từ từ. Và cái tâm chúng ta cũng vậy nữa. Even our mind, our citta, always conscious that, always think in that way, in thinking in the traditional way, the fixation, the paradigm. Chúng ta ngay cả tâm chúng ta nó cũng vậy, nó dính cứng nhắc vào cái đấy. Đừng tưởng là quý vị bỏ được nó đâu, không có đâu. Thấy người ta cúng rồi cái tự nhiên mình cũng thích thú, mình cũng tham gia trong đấy đó. Cúng sao rồi hỏi cúng sao gì cũng là hỏi nữa. Tức là mình cũng có dính mắc trong đấy. Và cái thích thú ấy chính là cảm giác dục lạc xảy ra nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Nó không đơn giản, nó không đơn giản đâu. Tưởng là ta có thể thoát, nhưng mà không phải, toàn là tưởng tượng không à. So the Buddha actually conduct the paradigm shift, the notion of principle in the abstract, in and out of, superimposed on experience. Và Đức Phật thực sự ra Ngài rất là thiện xảo, Ngài đã chuyển hóa từ cái chỗ là cái niềm tin và sự hiện hữu, tức là niềm tin tà kiến, Ngài chuyển hóa ra thành ra sự trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế là gì? Là rờ tới, biết cứng mềm, nóng lạnh đều biết. Rồi mắt nhìn thấy xanh đỏ đều biết, chứ không có nói lý thuyết, không có mù mờ gì hết đó. Phải có trải nghiệm. A Brahmin come approach to the Buddha and ask if the Buddha have any
perception or philosophies about the universe establishment. The Buddha said, no, I don't have any philosophy or perception at all. I have only experience. Và khi có người Bà La Môn lại hỏi Đức Phật là Ngài có quan điểm của Ngài như thế nào về vũ trụ, còn hay mất, hay là vừa còn vừa mất, thì Ngài nói ta không có quan điểm gì hết đó. Ta chỉ nói trải nghiệm. Cái gì ta trải nghiệm, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, ta trải nghiệm, ta thấy rất rõ, chứ không có mường tượng. Tại vì còn lý luận này kia nó rất là phiền thức. Cho nên từ những cái trừu tượng, khái niệm, thần linh, rồi vũ trụ, tất cả những cái đấy đều không qua cái sự trải nghiệm. Only an uninstructed run of mere person would read experience in this way. In contrast, a person in training should look for a different kind of root of suffering, experience in the present, and find it an act of delight, development, dispassion. To that delight, the trainee can comprehend the process of coming into beings for what it is. Và chỉ có những người phàm phu không có tu tập thì mới kết luận rằng những cái khái niệm về thần linh, về sự chết, về vũ trụ còn hay mất là đều sự chấp thủ theo cái tư duy, cái sự suy nghĩ hay sự học hỏi từ nơi kinh sách, từ nơi đám đông. Và cái người có học, cái người có tu tập thì đều biết rằng tất cả những cái đó đều là nó từ cái gốc của nó là từ cái sự đau khổ, cái sự bất toại ý, sự đau khổ. Và thấy được sự đau khổ ở trong các cái pháp thì là rất là hoan hỷ khi từ bỏ đó, tại vì còn dính mắc tới nó thì còn đau khổ, cho nên từ bỏ được nó. Mà phát triển được một cái sự từ bỏ không còn dính mắc tới nó thì mới có thể hiểu được cái tiến trình để cho sự kiện đó được thành lập. Sư nói rất rõ nha, tiến trình. Here the Buddha mentioned the process of coming into being. Đức Phật nói rất rõ cái tiến trình để cho cái sự kiện hay cái vật đó hay là cái sự hiện hữu đó được thành lập. So it's actually the activities of five aggregates in combination which generate the step by step the process of coming into being. Cho nên ở đây phải nói rất rõ sự tương tác, hoạt tác của năm uẩn nó mới dẫn tới cái sự định hình của một vật hay sự kiện thông qua mắt tai mũi. So the untrained people here, untrained ordinary people mean someone who have no knowledge. And because no knowledge, so thinking the material or the phenomenon is himself. Cái người mà thường á, tức là người phàm phu á, người phàm phu, ở đây Đức Phật dùng chữ người phàm phu không có huấn luyện, thì họ thấy rằng các cái pháp nó đều vận hành và nó có thật, và vì nó có thật, vì cái người đó không có trí tuệ cho nên nhìn rằng các pháp đều có thật và nó vận hành như vậy, cho nên dính mắc. Here the critical point here you see in the 12 interdependent origination we teach you already. The center here is still ignorance and the craving. Ở trong trung tâm của cái 12 nhân duyên chúng ta đã học nhiều rồi. Cái khởi đầu vẫn là vô minh, tại vì chúng ta vô minh, chúng ta không biết, cho nên chúng ta nói rằng là có cái hiện tượng đó. Nếu chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta không thấy cái hiện tượng đó mà thấy là sự nhân, tất cả đều do nhân duyên. Do nhân duyên nó tạo nên. Mà một trong những cái nhân duyên lớn để có cái hiện tượng các vật. One of the critical is ignorance, avijja here. Một cái quan trọng nhất đó là cái vô minh. Vì vô minh từ trong vô lượng kiếp cho nên chúng ta thấy các vật tự động cái ngũ uẩn nó nhận lầm, nó nói rằng cái đó có thật. Và vì có thật cho nên chúng ta say đắm vào trong đó, dính mắc vào trong đó. As soon as we attach to the thing or the phenomenon, we establish sankhara, we see the mental formation. Và khi chúng ta có vô minh tham ái mà chúng ta không biết thì lập tức nó phát sinh ra cái tâm hành. Tâm hành nó dẫn tới cái thân hành, khẩu hành và tạo nên cái nghiệp tiếp tục tái sinh nơi cái thức. Thức dẫn đi rồi tới danh sắc lục nhập xúc thọ và tiếp tục tham ái, tiếp tục cái sinh tử ưu bi khổ não.
Remember one thing, the 12 interdependent origination here, the diagram here, is not about the past life, present life, or future life. Every moment is constitute the unique establishment of existence. Nên nhớ rằng cái thập nhị nhân duyên đây không phải như những người, rất nhiều người vị đều nói, cái kiếp quá khứ, rồi cái kiếp hiện tại, rồi cái kiếp tương lai. Phật không có nói đó. Phật chỉ nói là cái ở trong quá khứ, cái ở trong hiện tại và cái ở trong tương lai là ngay trong cái thời điểm này. Hồi sáng nay 8 giờ là trở thành quá khứ, bây giờ đó 10 giờ là trở thành đã hiện tại và 12 giờ là trở thành tương lai, là ngay trong ngày hôm nay chứ không phải đợi tới chết. Phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên cái tiến trình ngay thành lập cái tâm của chúng ta nè. Nếu chúng ta vô minh thì lập tức có tâm hành. Tâm hành là tham ái, danh sắc, phân chia và cứ như thế ưa thích các cảm thọ. Nhưng nếu chúng ta có minh, tức là chúng ta thấy rất rõ khổ tập diệt đạo, thấy nó rất rõ và thấy rất rõ thì các pháp đều do ngũ uẩn nó thành tựu, do cái tiến trình của nó trở thành. Thì lập tức tâm nó không còn dính mắc nữa, mà tâm còn dính mắc thì thức nó được dọn dẹp. Thức dọn dẹp thì danh sắc bị sập đổ. Và ngay nơi đó thì xúc thọ không có nữa, tại nhàm chán rồi, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nhìn nữa. Và vì không nghe, không ngửi, không nhìn cho nên không thọ, không thọ lạc, không thọ khổ. Mà nếu không thọ lạc, không thọ khổ thì không tham ái và cuối cùng nó giải thoát. Đấy. Cho nên cái thập nhị nhân duyên đây không phải là đời quá khứ, đời này, đời sau, mà ngay trong phút giây hiện tại, từng sát na nó đã trở thành quá khứ. Một phút trước nó đã trở thành quá khứ và một phút sau nó đã trở thành tương lai. Và cứ như thế là luân lưu như giống như cái dòng sông nó chảy. It's like a river keep flowing. Our minds operate the same fashion. Cái tâm chúng ta nó như cái dòng suối chảy, nó cứ liên tục như vậy. Chúng ta nhận biết nó không có cái tiền kiếp hay là kiếp sau gì hết đó. Nó là ngay trong cái giờ phút này là thập nhị nhân duyên nó phát sinh. Because we ordinary person, untrained ordinary person usually miss perception of reality. Bởi vì cái người phàm phu không biết rõ cái hiện tượng thực tế, cái sự thật nó là cái gì, cho nên nhận lầm cái sự thật. How do we misperceive the phenomenon? The Buddha said in the Nikaya, in the Machima Sutra, Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ, Ngài nói như thế này: There is a case, monks, where uninstructed, run of the mills person who has no regards of noble ones, is not well versed or disciplined in the Dharma, who has no regards for men of integrity, is not well versed or disciplined in the Dharma, perceive earth as earth, perceive earth as earth. He conceive thing about earth. He conceive thing in earth. He conceive thing coming out of earth. He conceive earth as mind and delighted in earth. Why is that? Because he's not comprehend it. Đây là lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy như thế nào? Này các chư tỳ khưu, những người phàm phu, không biết gì về cái giá trị cao quý, không được nghe pháp, không tôn trọng những cái người hiền giả, không được gần pháp, không được nghe pháp, không hiểu được cái pháp vận hành như thế nào. Cho nên chấp nhận lầm rằng đất là đất. Misperceive earth as earth is vitally important in your perception and is one of the five aggregates. Nên nhớ rằng nhận lầm đất là đất rất là quan trọng, tại vì cái tưởng ở trong đây nó ở trong cái năm uẩn. Năm uẩn có cái tưởng. Và tưởng lầm đất là đất. Perceiving earth as earth, he conceive thing about the earth. And he conceived earth as mind. That's important. Đức Phật dạy vì nhận lầm đất là đất, cho nên nó nói rằng trong đất gồm có các cái thứ như vậy, và trong đó có nó, có cái của nó nữa. Because our body constituted by earth, water, air and fire. Tại sao thế? Tại vì thân chúng ta gồm có tứ đại, đất, nước, do lửa. Mà nếu chúng ta nhận lầm đất là trong đất có cái gì, tức là một cái sự thể biệt lập, thì chúng ta đã nhận lầm có cái ngã. Và nơi ấy cái ngã phát sinh. Đức Phật nói tại vì nó nhận lầm đất là đất, cho nên nó nói rằng trong đất có cái nó, và nó là cái phần của đất. Tương tự như vậy cho nước, gió, lửa. Các bạn có thể lý luận cùng nhìn giống y như vậy.
Nước gió lửa cũng thế, đất nước gió lửa. Nhận lầm để rồi dính mắt và nói rằng đất là ta, lửa là ta, gió là ta, nước là ta. Mà thực sự ra Đức Phật nói tất cả chỉ là concept. Everything is perceived with concept and abstract. Đức Phật nói đó là khái niệm thôi. When we speak about the earth, we speak about the heart, hardness or the softness. Khi chúng ta nói về đất, chúng ta không phải nói là cái đất như ngoài đường. Mà Đức Phật nói rất rõ, đất đây là nói sỉ sự cứng như mềm. Cứng như mềm thì dùng danh từ là đất. Cold or heat, we call the fire. Khi nói tới lửa thì không phải là lửa như lửa nhà bếp, mà lửa ở đây là nóng hay lạnh. Even in our breath, we're breathing in, breathing out, we can see all the four phenomena, four elements inside our breath. Nếu chúng ta chú tâm nhận kỹ, ngay trong hơi thở của chúng ta đều có tứ đại đất nước gió lửa trong đấy. Có lúc nó mạnh, có lúc nó nhẹ, đó là cứng hay mềm. Có lúc nó nóng, có lúc nó lạnh, đó là có lửa hay không lửa. When you feel angry, disappointed, and you feel the breathing in so hot. Khi các bạn có cái gì buồn phiền, giận dữ trong lòng, ngồi thiền lập tức thấy cái hơi thở nó rất là nóng. The air is just the air, normal. But when you feel different. Cái hơi thở, cái không khí nó là bình thường. Thí dụ bên ngoài này 30 độ là 30 độ, chỗ này, chỗ kia, chỗ nào cũng 30 độ hết, 30 độ C. Nhưng mà khi mình buồn phiền cái gì, mình ngồi giấu ở dưới gốc cây, mình cũng thấy hơi thở nó nóng. Thế thì cái lỗi là ở đâu? Lỗi ở trong hơi thở hay là lỗi tại mình có cái thọ? Đấy. Tại vì mình tưởng lầm rằng ta là lửa, lửa là có thật và trong đó có ta, cho nên mới cảm thọ. Cho nên tất cả đều là nhận lầm. This is our perception of things. He perceives water as water, fire as fire. Therefore, he attached to it. Tại vì nó thấy rằng nước là nước, lửa là lửa, và trong đó có cái của nó. Even within the God, God is a luminous God, the God of refusion, glory, the God of abundant food. Ngay cả những người ở bên Ấn Độ đó, người ta cũng thờ những cái ông thần mà nó có hào quang, rồi có những ông thần mà có nhiều vỏ trái cây, vân 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 vân. Thì nó tưởng tượng ra là tự nhiên cái cây làm sao có trái được, phải có cái ông nào ông ra lệnh cho cái cây đẻ ra trái, cho nên cái cây mới có trái nhiều. Nó không có nghĩ cái chuyện mà làm sao cho có trái cây, mà nó nghĩ là có ông nào cai quản cái cây, tại sao có cây này ít trái, cây kia nhiều trái. Cho nên nó cứ kiếm cái cây nào mà ít trái nó cúng để cho ông thần cây đó, ông phải đẻ ra nhiều trái cây. Tức là người ta nghĩ như vậy đó. Mà Đức Phật rất là khó trong những cái người như vậy mà làm sao chuyển hóa để cho nó có một cái hiểu biết rất là khó. Quý vị tưởng tượng đi, cũng như bây giờ đó, quý vị đi ra ngoài miền Bắc đó, người ta đang chuẩn bị đó, làm lễ cúng sao ở Hà Rầm đó, cả hàng trăm ngàn người, tiến sĩ, thạc sĩ gì cũng là chuẩn bị ghi tên rồi đó. Sư nhìn cái danh sách mà sư cũng ngáp luôn đó. Cúng dường này kia khoảng chừng 50 tỷ à, rồi cái chùa đó, người ta cúng vậy đó. Mấy đứa đệ tử ngoài đó nó gửi cho sư, nó nói kỳ này sư phụ có ra không, nói thôi nó trốn luôn, nó sợ quá. Tại vì nó hiểu lầm hiện tượng, nó không hiểu được cái tiến trình làm sao cho cái hiện tượng nó xuất hiện, mà nó nghĩ rằng là có cái vị nào có cái thẩm quyền làm cái việc đó, cho nên nó đi thờ, đi cúng, đi xin. Cái cây nó không có trái thì nó nói có ông thần nào đó ông giữ, mà mình không cúng ổng cho nên nó cây nó không có trái. Rất là thích thú phải không? I give you some notes on the slide 6 about misperception of things. Sư ở đây có chú thích những cái từ số 1 tới số 6 mà để đây có nhiều người không biết, cho nên sư phải chú thích đây để sau này người ta làm cái giáo trình người ta sẽ căn cứ vào những cái điều mà chú thích đó. Thí dụ như là vì nó tưởng lầm nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, thì sư để cái số 1 thì sư chú thích luôn ở bên đây số 1 nè, là cái gì, là bốn cái đất nước gió lửa.
mà tạo nên cái kinh nghiệm, trải nghiệm về cái vật lý, cái thể vật lý thôi. Phải hiểu đó, Đức Phật dạy một đàng mà mình hiểu một nẻo. Đất không phải là đất ngoài, mà đất là cứng hay mềm. Trong cái hơi thở chúng ta, nếu chúng ta quan sát kỹ, đều có đất nước gió lửa trong hơi thở chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết thì coi như chúng ta chưa có nhận diện, coi như chưa có tu tập. Mà Đức Phật nói rất rõ, kẻ phàm phu đấy nè, tức là không có huân tu, dẫu là có cạo đầu, đắp áo cà sa, nhưng mà chưa có huân tu, cho nên không thấy đất nước gió lửa ngay trong hơi thở. Mà không thấy đất nước gió lửa ngay trong hơi thở thì còn dính mắc với cái hơi thở. Mà hãy dính mắc tới hơi thở, tức là dính mắc tới sự sống, cái ngã, và tiếp tục tái sinh. Tiếp tục tái sinh. Đệ tử của Đức Phật cũng có những vị bị như vậy rồi, chứ không phải là người thường nữa. Đã là đệ tử của Đức Phật rất là khó, vậy mà cũng còn dính ở trong này nữa. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện là đệ tử của Đức Phật biến thành con rận sau khi chết vì mê cái áo cà sa. Là tại vì không biết rằng cái không có tu, không tu thực sự, cho nên không biết rằng cái áo cà sa nó chỉ là đất nước gió lửa, nó là cái biểu hiện, chứ nó không có là cái gì hết. Mà ưa thích nó chưa được mặc khi chết. Bà chị ruột cúng cái áo cà sa mà ông chưa được mặc, khi ông chết lập tức ông thần thức nó biến thành con rận liền. Tại vì sao? Tại vì ông tưởng là cái áo cà sa là có thật, áo cà sa là tốt, là mặc áo cà sa thành Phật. Nó thành thử ra vì cái tưởng lầm, tức là cái misperception này nè, tưởng lầm cái sự thật, cho nên dính mắc, và vì dính mắc cho nên có cái ngã và thành cái con rận. Because of misperception of reality, then you passionate to the perceived reality. Bởi vì nhận lầm sai về sự thật, tức là tà kiến. Mà nếu có tà kiến thì lầm dính mắc với cái sự thật đó, sự thật đã sai lầm đó, tưởng rằng nó là sự thật. Somebody say if they pray to the Buddha and the Buddha will help them and serve them to a Nibbana. About 10 years ago, I gave the a course in the San Francisco. There's a very rich lady. She approached me. After my teaching, and she said, Sifu, I'm very close to the Buddha, and she want me to help her to get into the Nibbana, and she prepared to pay $200,000. 10 năm trước, sư ở San Francisco, sư có mở một khóa tu của cái một cái người đệ tử khác, nhưng mà của sư, cái vị đệ tử này, không biết làm sao, ông quy tụ được đâu có khoảng 400-500 người, đại gia tới tu mà. Sư được mời tới dạy 10 ngày về thiền. Tới ngày thứ 9 thứ 10 á, có một cái bà tín chủ, tướng người cũng mạnh khỏe lắm. Bà lại, bà nói, sư phụ à, con hôm nay con học, con biết sư phụ là thanh tịnh, sư phụ chắc gần Phật. Nghe nói cái rụng rời, sư phụ chắc gần Phật. Vậy sư phụ có thể nào giúp dùm con á, đăng ký một cái chỗ ở trên Niết Bàn á, đưa $200,000. À, con muốn cái chỗ con đủ nằm thôi, tại vì con già rồi, đau lưng nó khó lắm. Và bây giờ tiền con có nhiều, bây giờ sư phụ giúp giùm á, con đưa sư phụ $200,000 á, rồi sư phụ giúp cho con cái chỗ mà chừng một thước hai thước để con có chỗ nằm trên đó thôi. Niết bàn nghe nói đắt lắm. Sư nói, bà nói giỡn chơi hoài, niết bàn đâu có rẻ dữ vậy bà. Bà biết á, 1 cm á là $1,000,000. Mà bây giờ bà muốn có 2 thước vuông á là bà cứ nhân đi bao nhiêu. Bà nói nhân ra bao nhiêu, nó cỡ chừng $200,000,000. Cái bà nói thôi để cho con nghĩ lại, để cho con nghĩ lại, thấy không? Tức là người ta vẫn có cái hiểu lầm, dẫu là ở quốc gia khác có được học hỏi, có văn minh, người ta vẫn nghĩ rằng Niết Bàn là cái nơi hối lộ Phật, thì Phật cho ở đó, cúng cho nhiều, mấy ông sư tụng kinh cho nhiều thì là sẽ được vãng sanh về cực lạc, về Niết Bàn. Người ta đều nghĩ như vậy, giao khoán hết mọi việc cho mấy ông sư, chứ người ta không nghĩ là phải người ta tự tu. Đức Phật đã nói rất rõ, ta không giải nghiệp chúng sanh, mà chúng sanh không có tin Phật. Cho nên cái điều đó là cái điều đáng tiếc, mà cũng là lỗi một phần, tại vì các sư, các thầy á, giáo dục cái Phật tử kiểu đó mà, thì làm sao khác hơn được. He even misperceived dimension of nothingness as a dimension of nothingness. Ngay cả như là nói rằng ở nơi mà cái cảnh giới không có một cái gì hết, cũng vẫn nghĩ rằng cảnh giới của tôi. Đấy. Cho nên Đức Phật nói hoàn toàn đây là những cái khái niệm, chứ không phải cảnh giới thiệt. Niết Bàn cũng là khái niệm.
So because he is stubbornly passionate to the misperceived reality, nó dính mắc với cái sự thật sai lầm do cái tà kiến, cho nên nó dính mắc. Và khi dính mắc thì Đức Phật nói như thế này: he perceive unbinding as unbinding, perceive unbinding as unbinding, he conceive thing about the unbinding, he conceive thing in the unbinding, he conceive thing coming out of the unbinding, and he conceive the unbinding as mine, and he delighted unbinding because he has not comprehended. Bởi vì cái người này nó không có đủ trí tuệ, nó tà kiến, nó không có tu tập, cho nên nó nhận lầm. Và vì nó nhận lầm cho nên nó nói rằng cái mà không dính mắc, cái mà được hoàn toàn là vắng lặng, những cái ấy là có cái gì ở trong cái cảnh giới ấy, tức là cái mà không có gì hết cũng có cái gì ở trong đấy, và cái trong ấy là của họ, tức là nhận lầm ngay cả niết bàn nữa đó. Và ở đây Đức Phật dùng cái chữ unbinding được dịch là nibbana hay nirvana. Ở đây Đức Phật dùng cái chữ là không có danh giới, không có giới hạn, thì ở đây phải hiểu là niết bàn, tức là hiểu là niết bàn là có cái gì ở trong niết bàn đấy, và hễ có cái gì trong niết bàn thì có cái của ta ở trong niết bàn, và niết bàn của ta, và như thế dính mắc. Và Đức Phật nói như vậy là tà kiến. So you see at the end, because you passionate to the misperception reality, you establish the identity and the space and time. Bởi vì khi cái người không có huân tu thì nhận lầm cái sự thật, mà hễ nhận lầm sự thật thì phát sinh ra một điều là phát sinh cái ngã, phát sinh ra cái ngã, nhận lầm rằng có cái cảnh giới đó thì đương nhiên có cái ngã, ta muốn đi tới cảnh giới đó. Thí dụ nói rằng có cái niết bàn, cho nên phát sinh ra cái ta liền, ta muốn tu để ta vào niết bàn đấy, là lập tức có cái ta liền. Cái mà cái não của mình nó ngủ quẩn đánh lừa, mà hễ nói tới có niết bàn là có thực thì lập tức trong não nó phát sinh ra cái ngủ quẩn, nó đánh lừa liền, nó nói ta muốn đi tu để ta vào niết bàn. Mà thực sự Đức Phật nói niết bàn là một cái khái niệm, trạng thái của tâm, chứ nó không có phải là cái cảnh giới nào ở trong đó có mấy ông Phật ngồi đó rồi mình ráng mình tu mình leo lên đó, không phải. Nibbana is somewhere, a state of mind where you drop letting go everything and nothing left for dropping out. Đức Phật đã dặn rất rõ, niết bàn là nơi cảnh giới không còn một cái gì để vứt đi nữa. Tức là quý vị cứ vứt hết tham sân si phiền não, vứt hết, tới cuối cùng không còn một cái gì để vứt nữa thì đó là niết bàn, tức là trạng thái của tâm, chứ không phải là cái cảnh giới có chư Phật ngồi đó rồi người ta ráng ra tu, ta chạy lên chư Phật, tức là cũng là tà kiến. Tại vì chư Phật vô hình vô tướng, là làm sao mà lại còn có cái ông nào đó ngồi đó có hào quang để cho mình lại là toàn tà kiến đó, toàn tà kiến. Cho nên khi chúng ta không hiểu, chúng ta không huân tu thì chúng ta thiết lập cái ngã vì dính mắc vào trong cái sự thật, nhận xét sai lầm và nhân cách hóa cái cảnh giới đó gồm có không gian và thời gian thôi, cảnh giới không gian và thời gian. Cho nên nói rằng có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Sáng nay quý vị tụng cái bài kinh vô ngã tướng, Đức Phật nói uẩn là uẩn thôi, nó chỉ là năm uẩn nó kết tụ lại, và trong năm uẩn nó không có ta, và cũng không có quá khứ, không có uẩn quá khứ, mà cũng không có uẩn tương lai, nó chỉ là uẩn thôi, uẩn chỉ là uẩn thôi. That's why when the Buddha said to Bahiya, listen, if you want to contemplate, to break the bondage of the recycle of birth, rebirth, then you have to contemplate as following. In the seeing, there's only process of seeing. In the seeing, only the seeing. There's nothing in that. There's nothing in the seeing. And if there's nothing in the seeing, there's no you, no me in the seeing. And there's no past life, present life, and future life. Đức Phật nói trong Bahiya đó, ở trong phẩm ngàn kinh pháp cú, ngài nói rất rõ. Này Bahiya, nếu ngươi thực sự muốn tu, thì hãy quán chiếu như sau. Trong cái thấy
Nên trong cái sự thấy chỉ có cái thấy, trong cái sự nghe chỉ có cái nghe. Có nghĩa là một cái tiến trình tương tác từ cái lúc không có cái vật đó, cái hiện tượng đó cho tới lúc có, chỉ là một cái tiến trình thôi. Mà cái tiến trình đó thì nó không có nhân cách hóa được, cho nên không có ông trong đấy. Và nếu không có ông trong ấy thì không có ông trong ấy đời này, không có ông trong ấy đời sau, và chấm dứt sanh tử. Bahiya đi có 15 phút rồi, ông vừa đi ông vừa quán thật sâu những cái lời Phật dạy, và ông chứng A-la-hán. Và sau đó thì ông bị chết vì cái nghiệp của ông bị con bò nó hút. Khi Đức Phật về, mấy tiếng hồ sau Đức Phật về thấy xác ông chết, Đức Phật kêu Chư Tăng lại làm lễ trả tỳ giống như một vị chứng A-la-hán. Chư Tăng mới thắc mắc, nói ông này chưa cạo đầu, chưa thọ giới, chưa gì hết, mà tại sao Đức Phật lại kêu làm trà tỳ như là một vị A-la-hán? Đức Phật nói, ông đấy đã chứng A-la-hán rồi. Các ngươi, các chư Tăng hãy làm lễ trà tỳ như là một vị A-la-hán. Mặc dù chưa thọ giới, chưa có pháp danh, chưa có cái gì hết trơn, chỉ nghe lời Phật quán chiếu mà chứng A-la-hán, thì vẫn được đối xử như vậy, và Phật dạy rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị, những cái gì gọi là thế tục người ta phong cho, hay là theo phong tục tập quán, phải cẩn thận. Lời Đức Phật dạy đấy, có những trường hợp như vậy đó. Không cạo đầu, không thọ giới, không bình bát, không pháp danh, không gì hết, chỉ nghe lời Phật dạy, chuyên tâm tu, giải quyết sinh tử, mà rồi chứng A-la-hán trước khi chết. Đó, để cho quý vị thấy. Chứ không phải nhất thiết là cạo đầu mà chứng A-la-hán đâu. Thời này mà cạo đầu nhiều chứ chắc có ai đã chứng A-la-hán. Trong khi đó cư sĩ người ta đã chứng A-la-hán rồi. Tức là phải thấy rất rõ ràng cái gì là thật, cái gì là giả. So the difference between the DT and Samadhi, between the fixed perception and the experience, the real experience. Cho nên ở đây nói rất rõ cái sự tà kiến và chánh kiến, ở nơi cái sự trải nghiệm thực tế và nơi cái sự tưởng tượng. Tưởng tượng có cái này cái kia rồi dính mắc. Còn sự thực tế trải nghiệm bằng mắt tai mũi lưỡi thì nó không có cái gì hết á, nó trống rỗng hết rồi.